Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thị Ngọc Mỹ, là thực tập sinh lớp K2FB của Đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB14. Thì trong video này mình sẽ nói đến bộ môn đó chính là Learning Method do thầy Nguyễn Đình Hùng giảng dạy. Đây có thể cái bộ môn này dịch hiểu thông qua nghĩa đó chính là các phương pháp học tập tại EDX. Phương pháp học tập khác hoàn toàn với các nơi khác. Phương pháp học tập tại EDX chia thì sẽ giúp cho các bạn thực tập sinh như mình để tìm được hai mục tiêu, đó chính là mục tiêu thứ nhất đó chính là tìm lại chính mình, và mục tiêu thứ hai đó chính là để làm việc tìm lại chính mình, đó chính là tìm thấy tự do trong tư tưởng, trong sở thích, trong đam mê, để mai khi mà tìm thấy được sự tự do rồi, để mai sau khi mà mình ra ngoài làm thì mình làm việc với đúng sở trường, đúng đam mê của mình, không phải làm trái ngành nữa. Vâng, thì phần thứ hai đó chính là phần học để làm việc. Học để làm việc ở đây, nếu như mà bên tìm lại chính mình sẽ là tự do, thì còn bên làm việc sẽ là khuôn khổ. Học ở đây thì sẽ chia ra làm ba ý. Đầu tiên đó chính là học dựa trên công việc, học để làm việc và học để tại nơi làm việc. Thì các bạn vẫn thắc mắc là tại sao lại là học trên công việc, học để làm việc và học để tại nơi làm việc. Thì mình hiểu đơn giản, và chính EDX là một môi trường doanh nghiệp, đại học doanh nghiệp. Thì khi mình đến đây học, mình sẽ được vừa học vừa đi thực tập. Đấy là học dựa trên công việc, tức là khi mà tất cả những gì mình học được, mình áp dụng vào đến thực tế, mình áp dụng vào chính cái công việc của mình. Thì làm vậy thì có một câu hỏi đặt ra, thì vậy để làm thế nào các trường đại học khác có thể làm được như vậy? Thì hiểu đơn giản, các trường đại học khác chỉ cần kết hợp với một bên doanh nghiệp nào đó, và khi mà các sinh viên vào tới đó học thì họ sẽ theo chương trình, theo một cái mô hình học đúng chuẩn của một công ty, của một doanh nghiệp. Tức là các bạn sẽ được trải nghiệm cái chương trình học ấy, chương trình của một cái doanh nghiệp ấy từ A đến Z, trải nghiệm qua từng bộ phận, xem bộ phận này làm những gì, bộ phận này có những gì, bộ phận này phải áp dụng những cái gì vào trong cuộc sống, trong công việc. Khi mà bạn làm như thế thì bạn sẽ có một cái số lượng kinh nghiệm, cũng giống như là một cái lượng kiến thức khá là vững chắc, để mai sau khi mà ra trường bạn có một cái CV tốt. Cái do nguyên nhân các bạn có đặt ra cho mình câu hỏi đó chính là nguyên nhân ở đâu, tại sao các sinh viên hiện nay thất nghiệp, hay là tại sao mà mỗi sinh viên sau khi mà ra trường xong thường thường là sẽ mất khoảng từ vài năm đến chục năm để đi xin việc hay là để đi thực tập, gọi là đánh mất thanh xuân hay không. Thì đầu tiên để hiểu rõ vấn đề này thì các bạn phải hiểu được rằng trên cái môi trường đại học mà họ học, họ sẽ học kiến thức hàn lâm. Tức kiến thức hàn lâm ấy thì họ sẽ học trong vòng 3 năm đầu tiên. Sau đến năm thứ tư thì đến một kỳ của năm thứ tư thì họ sẽ được đi thực tập. Nhưng thực tập với họ chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, hay hiểu đơn giản đó chính là đi quan sát, tham khảo thôi. Họ không được đi tìm hiểu sâu hay là được thực hành sâu vào đó. Nhưng ngược lại với môi trường đại học doanh nghiệp thì các bạn sẽ được cái tìm hiểu sâu hơn, tức là được đi thực tập ngay tại năm nhất. Nếu như mà nói đến vấn đề thực tập thì ở tại EDX sẽ chia ra làm 4 kỳ. Kỳ đầu tiên sẽ là học lý thuyết, nhưng không phải là lý thuyết hàn lâm, ở đây là lý thuyết thực tế. 3 kỳ tiếp theo, 2 kỳ tiếp theo bạn sẽ được thực tập part time, và đến kỳ cuối cùng bạn sẽ được thực tập full time. Thì trong cái quá trình thực tập ấy, không chỉ chúng ta làm không, mà chúng ta sẽ được nhận một cái đề án về bản thân mình. Và tại EDX thì luôn luôn mong muốn các thực tập sinh khởi nghiệp. Thì để khởi nghiệp ấy thì chúng ta phải biết được cái mô hình của một cái công ty, một cái doanh nghiệp như thế nào thì chúng ta mới khởi nghiệp được. Thì khi mà khởi nghiệp thì bạn cần những gì? Thì như cái video lần trước hay là các video của các bạn trong bộ môn khởi nghiệp kinh doanh đã nói, thì để khởi nghiệp được thì các bạn cần có một cái
một cái mô hình, cái mô hình doanh nghiệp. Ví dụ như là bạn cần phải chia ra các ban hay là các tổ chức, các ngành khác nhau trong một doanh nghiệp. Và đầu tiên, điều quan trọng nhất đó chính là cái doanh nghiệp ấy làm những gì, kinh doanh về cái gì và ngành của nó thuộc loại lĩnh vực nào. Không phải là cứ khởi nghiệp như là không phải khởi nghiệp không phải là con đường gọi là con đường dễ dàng, mà nó khá là gian nan và vất vả. Vâng, thì đến đây thì mình sẽ nói đến tại sao mà các sinh viên sau khi đi ra trường lại phải đi thực tập. Bởi vì trong tay họ không hề có lượng kiến thức hay là có kinh nghiệm. Họ cứ ảo tưởng rằng là với cái tấm bằng mình có, thì khi mà đi đến bất cứ doanh nghiệp nào họ sẽ nhận. Nhưng thực chất, nếu như mà theo mình đoán, theo mình tìm hiểu, thì một doanh nghiệp họ sẽ dành tới từ 20 đến 30% thời lượng của thời doanh nghiệp ấy để đi gọi là tuyển dụng nhân viên vào. Nhưng họ thường thường họ sẽ rất là ít tuyển những người có bằng cấp cao, bởi vì theo họ thấy những người có bằng cao thường thường họ sẽ rất là, có thể nói là không trung thành hay là nhảy việc. Vì vậy nên họ ưu tiên những người có bằng thấp và bằng gọi là có những người có tấm bằng thấp nhưng mà có một cái ý chí, một lòng quyết tâm. Họ có thể tuyển những người vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đi vào, họ đào tạo một thời gian để làm việc cho họ, hay là họ thường thường thì họ sẽ đề cao cái đạo đức lên hàng đầu, cái lòng trung thực lên hàng đầu. Vì vậy nên là thường thường những người mà tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà có ý chí vươn lên, có nghị lực thì họ sẵn sàng nhận vào. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ nói đến đó chính là khi mà bạn đi xin việc thì bạn cần những gì và doanh nghiệp sẽ cần những gì. Khi mà đi xin việc thì bạn thường thường sẽ cầm một cái CV, thì cái CV ấy sẽ bên trong nó sẽ ghi tất cả những cái bộ gọi là bên trong nó sẽ ghi tất cả những cái như là hồ sơ hay là giấy chứng nhận hay là gì đó của bạn. Thì nó một cái CV đẹp cần những gì. CV đẹp thì đầu tiên đương nhiên không phải là một cái tờ giấy mỏng, mà CV đẹp ở đây nó có thể khá là dày. Đầu tiên nó sẽ ghi xem là bạn đã từng làm ở đâu, đã có những kinh nghiệm gì và sở thích của bạn là gì, đạo đức của bạn ra sao, bạn mong muốn vào vị trí như thế nào và bạn có đáp ứng được cái vị trí mà bạn muốn vào hay không. Họ sẽ cho mỗi bạn một cái bài test. Thì ở đây trong cái buổi học lần này thì thầy có ra cho mình một cái bài tập, đó chính là tìm hiểu xem về cái gọi là cái vị trí mà mình mong muốn vào trong một cái doanh nghiệp là gì, và phải tìm hiểu đưa ra một cái mô hình để cụ thể rõ ràng. Thì khi mà mình học ấy hay là mình làm bất cứ việc gì thì mình phải có một cái lộ trình cụ thể rõ ràng, có một cái trải nghiệm thì mới bắt đầu khởi nghiệp được, thì mới làm việc được. Một doanh nghiệp thì họ sẽ một cái doanh nghiệp thì họ, đối với họ thì cái bằng cấp khá là, có thể nói là không quan trọng. Họ quan tâm tới việc bạn có thể làm được gì cho họ, hay là họ có thể học được gì và đem lại những cái giá trị gì cho họ. Họ quan tâm tới cái kỹ năng, tới cái kinh nghiệm. Vì vậy nên là với cái mô hình học ở EdX hiện nay chia ra làm hai mô hình học chính, đó chính là mô hình học chất lượng cao và mô hình học CEO. Thì đối với cái mô hình học chất lượng cao hay mô hình học CEO thì đều cần đòi hỏi các bạn một cái gọi là một cái sự quyết tâm, hay là một cái sự gọi là chăm chỉ trong quá trình học, chủ động trong quá trình học. Bởi vì khi mà học ở đây, dù trong bất kỳ vị trí nào thì bạn cũng phải có kỹ năng, có kinh nghiệm, có đạo đức. Thì trong cái video lần này mình sẽ
Mình đã nói về hai phần, đó chính là tìm về chính mình và làm việc. Thì không biết rằng là các bạn có thắc mắc phần nào hay là bị khó hiểu phần nào không? Hãy liên hệ lại với mình sẽ giải thích, mình sẽ nói cụ thể hay là tư vấn cụ thể cho các bạn. Cảm ơn, mong rằng là video lần này sẽ giúp ích được cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ rằng dù bất cứ việc gì thì chúng ta nên chủ động, không nên bị động. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình.